sao mẹ thấy thằng tính cái nó sợ rủ mấy cá bự chạy đằng trước hết trơn. It's like a couple of people that were fishing, seeing the bottom of the wreck. No, this is the sand size of the left and the right. Okay, I got this big guy. Big one? Yeah. Yeah, look like it. Bucktail teaser. Oh my god. Kéo lên được cứ kéo. Nước nó chảy lộn hướng. Đó, cá lớn á. Không còn lớn đó. Đó. Con lớn lấy con nhỏ dưới bỏ cắm vô. What? 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 Này nó khóa quá, hùng câu được luôn. Sao vậy? Nó câu lâu đời á. Ờ, nó câu lâu đời hả? Từ từ. Không, cá nhỏ nhiều hết đấy, không ai làm gì được. À, đó đấy, không. Đúng không? Vác lên. Được chưa mày? Nó dài hơn nữa để kéo con cá lên cái tải này. Nó cầm cắm bên này nó không có qua của người ta. Để có cho thôi. Tại vì nó của tàu là phải vậy đó. Ừ. Cá nó ăn rồi phải câu chứ đừng có không có để được. Lấy kèm á, rửa. Đúng đó, kéo đi con. Ủa nó tụt chứ, nó tụt có chút xíu câu không được hay lên lên thấy không? Ừ. Lợi hại thiệt hả lợi ha? Lợi hại thiệt chứ. Whoa! Double! On the... big one too! He have the big one! Yeah, on the shrimp and the crab. Yeah. I think I have the big one too. Oh shit, it's stuck. Man, có chừng lót nữa nha. Thả con trên này lên dưới. Giờ lấy con trên này thôi. Kiểu đó nó chết.
ba con luôn. Ba con luôn hả? Con nào bự lấy nha. Dạ. 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 Cho nó câu cái này cho nó mệt không mà. Đó. Đủ ba con thì bự không á. Để con dưới lớn không? Đó, đưa con câu. Con cũng con rồi. Tôi dẫn mày đi câu sư bác đi. Gì? Bữa nay cũng có 12 này. 12 nữa. Cái kem cái đó. Mình đem về. Mẹ mình không có nuôi nó ngày nào đâu biết không. Cho mình kéo cho mệt. Kéo cho đã thì ghiền lắm rồi. Ảnh nụ vợ đi mấy năm nay đâu đi câu bán mày. This might be pull. Woohoo! Man! Man! Cái cỡ đó không mà được rồi. Em nói anh là cái nhỏ được, cần lấy nhiều. Lấy chừng gai giật người ta. Hai rưỡi lấy được. Mày câu cái bự, ta câu cái nhỏ không là sao ta chịu được. Ừ? Ai mà chịu được á. Lễ ơi. Đau quá anh. Lễ ơi. Nó nói nó chọc quê tao rồi. Lễ ơi. Đau quá không đi nó quên rồi. Ờ, cũng có thể. Đâu? Đâu có nước nữa đâu. Bạn ướt rồi. Cái này nó nằm đó rồi kìa. Đó, nó bự rồi nè. Đó. Anh Long tên ơi, Long. Chỉ cần nhích lại chút xíu thôi phải không? Ờ. Không ăn là không. Tôi nghĩ nó có cao được ở đây lắm anh Long phải không? Nó bị gốc nhiều lắm ở đây nè. Nó bị rối cước rồi, thời gian nó tốn dữ. Okay, he's 13. Tao đủ 18 tuổi tao bỏ vô. Nó bình đầu cho chặt chỗ đó. Em chửi dài nó nữa, chửi dài nữa. Quay lên chỉ cho. Quay lên. Rồi, cỡ đó được rồi đó. Dở nó lên xong rồi hãy cắm cái cần. Thấy không? Em dở con cá vô trong này nè, em nắm cái cần xuống dưới. Thấy không? Đó, cỡ đó được dưới rồi, kéo lên cỡ đó cái này cỡ đó xong rồi cắm cái cần vô cái đầu mình dở con cá. Không, như vậy á nó dễ hơn. Lần này là qua lần sau là giỏi rồi. Giỏi. Ơi bỏ. Nhỏ quá bỏ. Nó. Đó. Đó, muốn quay rồi để cho tôi xin rồi đó, quay nó lên. Không cần phải giật để răng. Chắc tối nay về kêu vợ đâm bóp quá. Này nó không có uống bia nó. À đúng rồi đó. Whoa, 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 what the heck? Hai con luôn. It's a big fool. Đi câu mấy đứa này biết chỗ nào có cá bự đứng rồi chỗ cái nhỏ để cho mình. Thôi bà ơi bà để cho
Oh my god. Monster. Wow. Dude. Look. Bro. Get the net and that's all. Man, let's go. Yeah. That's a trophy, dude. Turn, that's a big sea bass, man. I lost one. That's my thing. Yeah, man. Look at that on the bucktail, dude. Oh. Man, he's huge. Man, that's a keeper, man. That's a big sea bass, dude. That's a hook. Ooh. That's splashing on my shirt. Không, tao có đó chứ. Cái đực liền. Ừ, cái đực. Ừ. Này nó dứt không à? Ừ. Đây đi câu với anh Tài á, nó mua cho tao mới rồi dứt á. Mới tao bỏ ra trong này thì không có nhiều, nhưng mà có cái nằm trong cái hộp kia kìa, đồ dít, cái black sea bass. Bỏ xuống cái giật á. Dude, that's a trophy, man. That's a sea bass like a humongous. Lấy cái tay để vậy nè, biết không? Oh, nó trigger kìa. Oh, your trigger? Yeah. Oh, that's trigger, man. That's a big boy, bro. Cá bò da. It's on the rack now, on the water. Cá bò da. Oh, mà một chùm cần câu mà dính hai con luôn nè. Thấy không? Oh my god, you got a double with the hook with a six. Squ- no. Cái mồi giả nó có ba lưỡi lận. Cái chỗ này ba lưỡi mà kéo dính nó ăn sao mà dính hai con dính ra hết quậy luôn nè. That's a queen. Cá bự luôn à. Mồi muốn xích ở đây. Nè ba lưỡi lận, mồi muốn ba cái mồi cho dính hai con. Con mà bự chắc tầm 4 ra. Đâu có thì giờ đi đâu. Trong lưng thì đem tôi làm xe có đi câu cho em đi cắt lưng. Ô quả khổng lồ luôn kìa, hai con dương sai luôn kìa. Hai con dương sai luôn. Đúng, câu về cho vợ khen biết không. Câu về cho vợ khen. Ô, big one. Big one. Oh, yeah. What the heck, is this? No, oh shit. Big one. Oh. Dude, done the bucktail, dude, and the teaser, man. No, it's not. Oh no, it's not copia. Oh, man. Right here, oh, too, man. Oh, fuck. Tao thiệt mà tao đứng gần mẹ thì mày câu con cá kìa đó, mày câu chưa lên là tao bờ đít mày tao thảy xuống biển liền á. Big one mẹ này, nó rồi look like big one. Oh, flounder. Flounder, man. Oh my god, there's a monster. Man, big flounder. Jeez. I love that, man. Yeah, man. Don't scare him, man. That's a big flounder. Bắt mồi thả chúng cố hả, man? Con nó gì vậy? Hồi đó giờ đổ mất. Cá nó đang ăn. Dude, that's in from the OCMD. The flounder, man. Man, this is a big flounder. Oh my god, this gets still. Dude, oh my god, man. That's the biggest flounder ever worked. Nó kinh nghiệm mà. Nó kinh nghiệm cắm rồi em biết đường mình. Ô, mỗi con cá là 24 luôn á. Con đẹp lê hết cả.
Tôi biết làm sushi hết sảy luôn á chứ. Nó chỉ đâu đi lấy thôi. Yo man, look at this man. Woo. Big one. Yeah, big flounder though. Mm-hmm. Big flounder. That's big flounder better than John Skinner. The cooler? Yeah. Ooh, you know this? This is a flounder, man. Yeah. John Skinner used the teaser on the bunk tail. Let's get this ice. Yes, I knew it. I knew it'd be flounder, man. Oh! Oh! Bia có ai mua vậy ta? Uống cũng không có phê gì hết trơn, uống cá thường thường bia của tao uống rồi một cá nó lên rồi nó mà sao không uống bia của ai đâu. Rồi này rồi mình bị thuốc rồi, anh chưa có uống là anh đâu rồi đúng rồi bị thuốc rồi, bị đồ bia này bị giả rồi, bị bỏ thuốc rồi. Hôm nay anh mới cho đi lần đầu. Con đây. Lấy chiếc rang đi, có trái cây trên trên đó đó mày. Tính. Dạ. Có trái cây trên đó đó. Con còn mới lấy trái cây còn để rang với ăn. Hả? Thầy sống là lấy thuốc, đừng ngại. Thầy sống lấy thuốc uống vô. Hả? Thầy sống khác. Con mệt là khác. If you get sickness, you also have the pills. Whoa. Nó nữa rồi. Nó quay đừng có dở. Kiếp đưa. Definitely is him. Uống nước nhiều nhiều nữa, uống thuốc nó uống nước nhiều. Lấy thằng thuốc uống vô đi. Trời ơi. Nãy là kêu uống đi, ra đây chơi cho nó vui. Được rồi, nó cắn nước cái đuôi nè. That so might be a fish. Oh, see it. Oh, nice sea bass. That is a gift. Đó là nói rồi, cậu mới để vô trong. Okay, let's go. Cái mồi nó có 3 lưỡi á. Hai con nó mới đủ á. Mày hồi nãy giờ chắc cũng biết nhiêu lần rồi. Ừ. Nó dính chùm lên. Đụm hai. That good jig. It is the one hook. Đụm hai ứ nó hung nhau, đụm mày bị vớt nó. Nó enjoy. Enjoy. Ừ. Mà màu giá mày ngắm gì vậy lễ? Nó bán nó ngâm sẵn á, nước cái xuống dưới nhất
Thật thiểu là sao mày? Hả? Đâu có cái xi bá là anh ngâm được, còn cái con lao đò là anh không có ngâm được. Nó kéo anh, hả? Anh phải ngồi anh rung đồ như bác kinh tâm vậy. Cái con hùng này nó nhít nhít, nó rung nhẹ 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 để cho cái đuôi nó nhảy á. Đủ nó nhảy nó cũng ăn à. Không sao hả? Nó nằm chết đó đâu ăn đó. Không ăn mày. Quá đã. Wow, bữa. Cũng được rồi. Got to the flounder boy. Cái lưỡi này thì dính dễ dính hơn nhiều hơn. Hơn là cái kia. Cái nó dễ xúc hơn. God damn it. Cái đầu bấm nó mở thôi đây, cái cây kia có hùng đâu. Thank you.
sắp lo rồi, đừng có dở nữa. Hai vớt. Không mà lưỡi này cũng có thể dở nhưng mà nước nó cắn nước. Cái lưỡi thiệt của ta nó muốn quốc ha. Còn lưỡi giỏm thì nó quốc ha. Ok, lỡ
It might be egg. Man. Vậy nó có cỏm hay là xả gì thì giật lên một cái cắt nhà máy phích luôn á. Những cái tiền tàu nó ở dưới tàu. Cái lưỡi đó là không có xài được, nhưng mà tại muốn móc quá là móc. Nó dài lên. Mà cái lưỡi này nó không có xài được. Thôi đúng lưỡi nó hài quá.